4 0 1 xin nhân xã đã nhất thắng được rồi. Đội trọng xin được hòa, xin nhận thêm thôi. Đội trọng của bạn ơi. Một kêu nữa thì đôi xe đã nhìn thắng rồi thì nó sẽ cử là đại thơ thứ nhất rồi. Bên giờ đôi xe đã nhìn thắng giải nhất thì còn một kêu nữa bởi vì các sân cử rồi đôi xe thôi. Giải nhất còn một kêu nữa và giải nhì còn một kêu nữa để người ta sân nhà của người hai giải kia. Sắp với bạn này, bạn được công nhất, giải nhất đánh trước một kêu ra, dễ đôi. Ngồi phía sau, đọc đôi phấn, ở hắt. Vấn gì? Vấn phút hòa, chi theo, hai đôi phụ nữ trong phủ giới. Alo, alo. Sau kêu mặt này là kêu mặt thứ ba của giải nhất. Giữa đôi ngồi phía sau, đang nhìn thắng. Giữa đôi phấn, sân phút hòa, chi theo, hai đôi phụ nữ trang phục và lên chân giới. Phần chưa? Cũng là kêu cuối cùng của giải nhất. Kêu một đội ba là đội ước đã nhì thắng ở giải ba. Đoàn xin kính chúc hai giải ba nhớ đôi ước sân nghiêm xá đã nhì thắng với đội đoàn trên mục đề thi theo. Thank you.
hai bên đánh nhau. Cái này khờ bên dưới à? Hay quá, đâu bật giải ba, là kêu thứ ba thế này. Thank you.